Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Hòa Minzy khiến nhiều người xót xa vì chia sẻ liên quan đến chuyện hôn nhân, tiết lộ mẹ ruột bị mất ngủ vì quá lo nghĩ cho hạnh phúc của mình. Khi tham gia talk show, Hòa Minzy đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Sau khi trải qua biến cố, giọng ca sinh năm 1995 cho biết bản thân là một người tin tưởng, mong cầu tình yêu và vẫn sẽ sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới nếu người đó yêu thương con trai và phù hợp. Cụ thể, Hòa Minzy cho hay, tất nhiên ở thời điểm này em có nhiều thứ để suy nghĩ hơn, em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ, em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ. Những chia sẻ này của Hòa Minzy nhận về rất nhiều sự đồng cảm từ phía khán giả. Hòa Minzy từng có mối tình 5 năm với Minh Hải, thiếu gia miền Tây. Tuy nhiên, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi vào tháng 2 năm 2022. Hòa Minzy và tình cũ Minh Hải đã có một con trai chung trước khi chia tay. Nữ ca sĩ chính ít tiết lộ lý do tan vỡ vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung. Hòa Minzy từng lên tiếng chia sẻ, về phương diện pháp lý thì Hòa và anh Hải chưa đăng ký kết hôn, chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì cả. Hòa cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay. Không phải chia tay vì yêu xa, cũng không có người thứ ba nào liên quan đến quyết định này cả. Dù đã bên nhau một khoảng thời gian khá dài, nhưng Hòa Minzy cho biết cô và bạn trai chưa đăng ký kết hôn. Không phải anh Hải hay gia đình bên nội không cho tôi một danh phận. Lý do là thời gian anh hỏi cưới, cả hai mới yêu nhau một năm nên tôi chưa đồng ý. Sau đó anh sang nước ngoài nên chưa thể đăng ký kết hôn. Ngoài ra, Hòa Minzy tiết lộ mẹ ruột bị mất ngủ nặng và một trong những nguyên nhân chiếm phần lớn chính là lo nghĩ về hạnh phúc của cô. Hòa Minzy bộc bạch, đến tận bây giờ, khi mà cuộc sống của em đã thay đổi, nó không còn được tròn trịa về định nghĩa hạnh phúc thì em biết là trong việc mất ngủ của mẹ có khả năng sự hạnh phúc của em chiếm rất nhiều phần. Em sinh ra ở một gia đình nông thôn nên em không có thói quen ôm ấp hay nói những lời yêu thương trước mặt bố mẹ. Em chỉ kiểu dám nhắn tin hay viết lên Facebook. Bây giờ thoải mái hơn nhưng cũng không thể nào ôm mẹ rồi bảo mẹ ơi, mẹ bị làm sao, mẹ bị mất ngủ như thế nào hay lo lắng thì mẹ cứ nói cho con. Em chỉ cố gắng đưa mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia rồi người ta cũng khám về mức độ tâm thần, tức là mức độ rối loạn giấc ngủ thì mẹ em không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, chứng mất ngủ thì đến mức uống thuốc ngủ các thứ vẫn không ngủ được. Thế nên em nghĩ chắc chắn một phần rất lớn trong việc em hạnh phúc, bố mẹ có hạnh phúc hay không thì em nghĩ đến bây giờ mẹ em vẫn phải lo cho em rất nhiều. Lo không phải là về vấn đề kinh tế vật chất mà là về cái tâm. Mẹ em phải đặt vào em nhiều, cho nên em vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn được cái chữ hiếu mà bố mẹ mong, mặc dù bố mẹ chả mong cầu điều gì đâu. Em nghĩ cái hạnh phúc là cái mà mẹ em đang mong cầu cho em nhất. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.